Yêu Hồ Loạn Thế tập 23. Thế giới màu trắng, bầu trời màu trắng, mặt đất màu trắng, ngay cả không khí để hô hấp cũng là khí màu trắng. Ở đây, ngoại trừ màu trắng thì không có màu sắc nào khác. Hơn nữa là một không gian nhìn không thấy điểm cuối. Tử Vũ. Phương Tử Vũ bỗng dừng chân, xoay người thấy Từ Ngạo Thiên và mọi người đang đi tới, nhẹ giọng nói: "Ca ca, Thái Thượng Lão Nhân gia đâu?" "Đệ không biết." Từ Ngạo Thiên nhìn bốn phía nói: "Nếu như không phải tự mình vào đây đánh chết huynh, cũng không tin trên đời lại có thể có phụ trợ tu luyện pháp bảo như thế này đâu." Phương Tử Vũ gật đầu nói: "Đệ cũng rất ngạc nhiên." Lúc này Từ Ngạo Thiên mới phát hiện Phương Tử Vũ vẫn che ngực, không khỏi hỏi: "Làm sao vậy, bị thương ngư?" Phương Tử Vũ chậm rãi buông tay ra, chỉ thấy y phục chỗ ngực có một khối cỡ ngón tay cử động nhảy lên không ngừng. Nơi này đều là người mình tin tưởng, không cần phải giấu giếm cái gì nữa. Mọi người thấy cảnh tượng này đều thất kinh. Từ Ngạo Thiên hỏi: "Đây là cái gì?" "Ngọc." "Đệ nó là khối ngọc mà cha mẹ của đệ để lại cho đệ ư?" Từ Ngạo Thiên tỉ mỉ quan sát một chút, đích xác là địa phương mà Phương Tử Vũ thường đeo ngọc. "Đúng vậy." "Tại sao lại như thế này?" "Đệ không biết, từ khi đến nơi này nó mới nhảy lên. Trước đây khi tìm được thiên địa càn khôn giới, nó cũng đã từng nhảy lên một lần như vậy. Đệ nghĩ khả năng thiên thượng nhân gian này cùng nó và thiên địa càn khôn giới là do một khối ngọc làm thành." Từ Ngạo Thiên bỗng nhiên tỉnh ngộ nói: "À đúng rồi, huynh còn nhớ đệ từng nói qua với huynh chuyện này, thì ra là nó nhìn thấy thân huynh đệ của mình đấy." Lăng Nguyệt phía sau khúc khích cười một tiếng, tam nữ khác cũng không nhịn được cười, chỉ là Phương Tử Vũ và Thiết Huyết Vệ không cười. Thiết Huyết Vệ là không dám cười, mà Phương Tử Vũ lại cảm giác không có gì đáng cười. Có lẽ trên đời này đã không có bao nhiêu chuyện có thể khiến hắn cười thoải mái. Từ Ngạo Thiên vỗ lên vai Phương Tử Vũ nói: "Hẳn là sẽ không ảnh hưởng đến việc tu luyện của đệ chứ. Nếu không đem nó tạm thời để bên trong thiên địa càn khôn giới đi." "Thiên địa càn khôn giới cũng nhảy mà." "Ừ, nếu không đặt vào trong lạp giới bảo giới của huynh." Nhắc tới lạp giới bảo giới, Từ Ngạo Thiên tự nhiên nghĩ tới sư phụ đã quy tiên của hắn, thần sắc không khỏi buồn bã. "Đệ xin lỗi." Phương Tử Vũ nói xin lỗi cực nhỏ, nhưng mấy ngày nay hắn đã nói rất nhiều lần xin lỗi, đã từng đáp ứng Từ Ngạo Thiên vô luận như thế nào cũng không làm khó Ngọc Hư Cung. Nhưng ngày đó hắn không có tuân thủ lời hứa. Sau khi huyết tẩy Côn Lôn thì Ngọc Hư Cung gần như phải xóa sổ, xóa tên khỏi tu chân giới. Ngay cả Bách Huyền cũng là ôm hận mà tự sát. "Đừng tự trách." Từ Ngạo Thiên cười khổ nói: "Việc này cũng không thể trách đệ. Nếu như lúc đó đệ không ra tay, Lăng Nguyệt và Kim Mê sẽ... Hơn nữa đệ cũng là bị bức bách, không còn cách nào khác." Mặc dù Từ Ngạo Thiên nói như vậy, nhưng trong lòng của Phương Tử Vũ vẫn không dễ chịu. Hắn là người cực kỳ tuân thủ lời hứa, chuyện đã từng đáp ứng thì nhất định sẽ làm được. Nhất là chuyện đã đáp ứng Từ Ngạo Thiên, lời hứa đó hắn không thể hoàn thành. Đối với việc này vẫn là canh cánh trong lòng. "Được rồi, đừng nghĩ quá nhiều." Từ Ngạo Thiên nói sang chuyện khác: "Chúng ta phải mau chóng tìm được Thái Thượng, sau đó cố gắng tu luyện 50 năm. Ai không biết lúc đó sau khi đi ra có thể biến thành ông già hay không nữa." Những lời nói của Từ Ngạo Thiên chỉ là gây cười mới nói, thế nhưng người nói vô tình, người nghe hữu ý. Lục Tử Huyên, Tứ Nữ đều đang ở độ tuổi đẹp nhất. Vừa nghĩ đến 49 ngày sau bản thân lại đột nhiên biến thành lão thái bà, đều bắt đầu lo lắng. May mà lời nói sau đó của Phương Tử Vũ đã cho các nàng một viên định tâm hoàn, bằng không tin tưởng các nàng trong 50 năm này cũng tuyệt đối không thể tĩnh tâm để tu luyện. Mỗi ngày trước tiên đều phải nhìn xem bản thân có già đi hay không. "Sẽ không đâu, tôn chủ đã từng nói, mặc dù bên trong là 50 năm, chẳng qua biến hóa của thân thể vẫn như trước, chiếu theo thời gian ở bên ngoài. Nói cách khác, mỗi một người bình thường không ăn không uống, ở trong này một năm mới có thể có cảm giác thấy đói." Tiên Ngữ ánh mắt sáng lên:
Nói cách khác, chúng ta ở trong này 50 năm, thân thể vẫn giống như là qua 49 ngày, mà tu vi lại tăng thêm 50 năm công lực ư? Phương Tử Vũ gật gật đầu. Cho nên người của khóa Hoạt Lâm đều còn rất trẻ, tu vi lại cao kinh khủng. Từ Ngạo Thiên cũng là người thông minh, từ biểu tình của tiên ngữ lập tức đoán được lo lắng của tứ nữ, cười nói: các muội yên tâm đi, cho dù thực sự qua 50 năm thì thế nào, chỉ cần tu đạo thành công, vĩnh trú thanh xuân cũng là chuyện bình thường mà. Kim Mê gật đầu nói: điều này là thật, sư phụ của muội người đã hơn 100 tuổi rồi, nhưng bề ngoài nhìn qua chỉ có 30 tuổi. Sư bá nói đây là sư phụ tự mình muốn bảo trì ở hình dáng trung niên, nếu không với tu vi của sư phụ có thể khiến bản thân càng thêm trẻ hơn. Nghe được Phương Tử Vũ và Kim Mê đều nói như vậy, tam nữ khác mới chính thức yên lòng. Nhưng vào lúc này, xuất thế không biết từ khi nào đã đi tới bên cạnh mọi người. Tán tiên chính là tán tiên, ngoại trừ Phương Tử Vũ và Từ Ngạo Thiên, dường như có cảm giác những người khác căn bản không biết lão xuất hiện thế nào, thật giống như từ trong hư không nhảy ra. Này, ta nói các ngươi đứng ở chỗ này để làm gì vậy? Thái thượng, ngoại trừ Phương Tử Vũ không hề dao động, lấy Từ Ngạo Thiên dẫn đầu, tất cả mọi người đều hướng xuất thế cúi đầu cung kính nói. Được rồi, được rồi. Xuất thế xua tay nói: ta vừa rồi đã xem qua xung quanh, nơi này đặc biệt lớn à, căn bản là không có giới hạn, hơn nữa cũng không có bất luận phòng ốc gì cả, xem ra chúng ta cũng chỉ có thể tu luyện ngay tại chỗ thôi. Từ Ngạo Thiên khẽ khẽ gật đầu nói: không sao, coi như là một lần khổ tu đi. Ngươi và Tử Vũ, hai tên tiểu tử, còn có Thiết Huyết Vệ, ta cũng không lo lắng các ngươi không chịu được khổ, ta chỉ sợ... Ánh mắt của xuất thế len lén nhìn về phía tứ nữ. Chúng con mới không sợ khổ chứ. Lục Tử Huyên sớm nói trước một bước. Xuất thế cười hăng hắc nói: không sợ thì tốt rồi, vì tình lang đúng là cần phải chịu chút cực khổ a. Tứ nữ sắc mặt ửng đỏ, bốn ánh mắt phân biệt nhìn về phía Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ. Được rồi, được rồi, đừng ngại ngùng nữa, thời gian không đợi người đâu, mọi người ngồi xuống ngay tại chỗ này đi, nhân thời gian này tiêu hóa tốt bí tịch nhớ kỹ mấy ngày nay. Đến lúc này, mọi người không thể không bội phục sự già đời của xuất thế. Lão đã sớm biết một người nhớ không nhiều bằng một đám người, cho nên sau khi Phương Tử Vũ mang bí tịch đến đã yêu cầu mọi người đều phải ghi nhớ một bộ phận, không cần hiểu ý tứ của nó, chỉ cần nhớ kỹ là tốt rồi. Thừa dịp còn có thời gian 50 năm, mỗi người đều đem phần bí tịch mình ghi nhớ nói ra, mọi người cùng nhau từ từ tu luyện. Mọi người không khỏi thầm khen trong lòng, quả nhiên cừng càng già càng cay. Trong thiên thượng nhân gian không có mặt trời trăng sao, đương nhiên cũng không có quan niệm thời gian. Phương Tử Vũ không biết bản thân ở trong thiên thượng nhân gian đã bao lâu, có thể là 10 ngày, nửa tháng, cũng có thể là 1 năm rưỡi. Hắn chỉ biết là tu vi của bản thân trong khoảng thời gian này tiến bộ thần tốc. Không chỉ là hắn, ở đây mỗi người đều là tiến bộ thần tốc, bao gồm cả Lăng Nguyệt có tu vi kém cỏi nhất, dưới sự trợ giúp của rất nhiều cao thủ và khóa Hoạt Lâm tu chân bí tịch cũng đã luyện ra nguyên anh. Hôm nay Phương Tử Vũ giống như mọi khi đang nhắm mắt tĩnh dưỡng, thế nhưng thần thạch trên ngực và thiên địa càn khôn giới trên tay không biết vì sao mấy ngày nay nhảy lên rất kịch liệt, khiến hắn tâm phiền ý loạn không thể tĩnh tâm. Chậm rãi mở mắt ra, thấy mọi người vẫn như trước đều đang tĩnh dưỡng, hắn chỉ nhẹ nhàng đứng lên, một thân một mình rời khỏi đám người, hướng xa xa đi đến. Phương Tử Vũ chỉ là muốn đến địa phương xa một chút, một mình luyện một hồi vũ kỹ. Mấy ngày nay hắn chỉ lo nâng cao tu vi, đối với vũ kỹ đã rất lâu rồi không có luyện qua. Chạy đến một địa phương rất xa, cảm thấy hẳn là sẽ không ầm ĩ ảnh hưởng đến việc tu luyện của mọi người, lúc này mới từ trong cơ thể gọi ra hắc đao. Hắc đao vừa ra, bốn phía đột nhiên nổi lên một cỗ gió xoáy, gió lạnh thấu xương. Phương Tử Vũ có một loại xung động, không phát tiết ra thì không thoải mái, không để ý hết thảy, vũ động trường đao, diễn luyện đao pháp do bản thân lấy ý cảnh từ Thần Long Kiếm Quyết sáng tạo thành. Trường đao càng múa càng nhanh, giống như một con rồng màu đen đang tức giận, quay xung quanh người hắn, vút lên cao, bay lượn. Đột nhiên, Phương Tử Vũ hét lớn một tiếng, một đao mạnh mẽ bổ về chỗ hư không trước mặt. Một đạo lôi điện màu đen từ mũi đao hiện ra, cùng màu trắng của thế giới này hình thành đối lập rõ ràng. Trường đao dường như đã cắt qua vật gì đó, phát ra thanh âm suy suy. Điều này
không phải là ảo giác. Trong ánh mắt kinh ngạc của Phương Tử Vũ, mũi đao lại đem không khí hư vô phía trước bổ ra. Không gian vỡ ra một đạo lỗ hổng, lộ ra một mảnh tối đen bên trong. Không phải là tối đen, là bởi vì con mắt cho tới nay đều tiếp xúc màu trắng, cho nên đột nhiên nhìn màu sắc khác nhất thời khó có thể phân biệt. Phương Tử Vũ dụi dụi mắt, được một lát mới nhìn rõ. Không gian màu đen kia có rất nhiều tia sáng nhỏ đang không ngừng lóe ra, giống như ngôi sao trên bầu trời vậy. Mà ngay cách đó không xa, chính giữa những thứ giống như sao dày đặc này, dường như có một vật rất lớn hơi phát ra bạch quang. Phương Tử Vũ nhắm mắt lại, đem công lực tập trung vào hai mắt, sau đó đột nhiên mở hai mắt ra. Hai đạo hàn quang ở trong trời đêm chợt lóe mà qua. Hắn rốt cuộc đã thấy rõ, vật rất lớn kia rõ ràng là một khối ngọc bích, giống như thiên thượng nhân gian, là một mặt ngọc bích rất lớn. Chẳng qua trên mặt nó không giống thiên thượng nhân gian kia khắc đầy phù chú, trên mặt khối ngọc bích này chỉ khắc có hai chữ. Hẳn là hai chữ, nhưng Phương Tử Vũ cũng chưa thấy qua loại chữ viết này. Siêu siêu vẹo vẹo, méo mó rất giống bùa trấn quỷ, chắc là cùng một loại chữ với thiên thượng nhân gian. Một chữ phía trên căn bản nhận thức không được, mà một chữ phía dưới mơ hồ rất giống với một chữ mộ. Đây rốt cuộc là cái gì đây? Đúng lúc này, thần thạch trên ngực đột nhiên nhảy lên kịch liệt, gần như muốn ly thể mà đi. Phương Tử Vũ lại càng hoảng sợ, vội vội vàng vàng đè thần thạch xuống. Cùng lúc đó, một đạo lỗ hổng kia chậm rãi khép lại, mãi đến khi nhìn không thấy một chút về vết tích rạn nứt thần thạch mới lần nữa an tĩnh lại. Phương Tử Vũ vẫn một mực suy nghĩ về hiện tượng vừa rồi, không biết bản thân đã quay về địa phương mà mọi người tu luyện từ khi nào. Chậm rãi khoanh chân ngồi xuống, giờ phút này ở trong đầu hắn chỉ có một màn quỷ dị vừa rồi. Làm sao vậy, Tử Vũ? Khi Phương Tử Vũ trở về thì Từ Ngạo Thiên cũng đã tỉnh lại, thấy hắn bộ dạng thất hồn lạc phách, không khỏi quan tâm mà hỏi. Phương Tử Vũ khôi phục lại tinh thần, tiến đến bên cạnh Từ Ngạo Thiên, nhỏ giọng đem chuyện vừa rồi nói ra. Phá vỡ không gian ư? Từ Ngạo Thiên còn chưa lên tiếng, xuất thế vẫn nhắm mắt tĩnh tu cách đó không xa đã nhanh hơn một bước nói ra. Xuất thế nhất thời kích động, không khống chế tốt thanh âm, lớn giọng làm cho tất cả mọi người tỉnh lại. Xuất thế cũng mặc kệ có ảnh hưởng đến những người này hay không, vù một cái vọt đến bên cạnh Phương Tử Vũ, vội vàng hỏi. Người mới vừa rồi nói người múa đao đã phá vỡ không gian ư? Phương Tử Vũ ngơ ngác gật đầu, hắn không hiểu thái thượng vì sao lại kích động như vậy. Xuất thế giống như hầu tử, hai tay gãi gãi đầu, ngoài miệng không ngừng nói. Điều này không có khả năng, điều này không có khả năng. Vừa nói vừa nắm lấy tay Phương Tử Vũ, đem hắn kéo ra phía ngoài. Đi, nhanh một chút, phá lại một lần nữa ta xem. Phương Tử Vũ ngơ ngác không biết làm sao lại bị xuất thế lôi đi. Từ Ngạo Thiên lo lắng cho Phương Tử Vũ cũng vội vàng đuổi theo. Những người khác căn bản không biết xảy ra chuyện gì cũng đã đi theo. Người vừa rồi là ở chỗ nào luyện? Phương Tử Vũ lắc lắc đầu nói. Không nhớ rõ, nơi này chung quanh đều giống nhau. Vậy quên đi. Xuất thế buông tay của Phương Tử Vũ ra nói. Người ở ngay chỗ này luyện đi. Thấy Phương Tử Vũ ngơ ngác nhìn mình, không khỏi dục. Nhanh lên. Tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng Phương Tử Vũ cũng rất muốn biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Vì thế lần thứ hai Triệu gia trường đao bắt đầu diễn luyện Thần Long Đao Quyết, được hắn tự nghĩ ra. Trường đao màu đen bọc lấy Phương Tử Vũ, giống như một con rồng màu đen đang nổi giận, không ngừng bay lượn, khí thế trước nay chưa từng có, khiến cho người ta cảm thấy đảm chiến tâm kinh. Chỉ có xuất thế không ngừng gật đầu khen. Đao pháp hay, không tồi. Một bộ Thần Long Đao Quyết luyện hết từ đầu đến cuối, nhưng không có xuất hiện dị tượng theo như lời của Phương Tử Vũ. Xuất thế biết Phương Tử Vũ sẽ không nói dối, không khỏi âm thầm suy đoán có đúng là đã có vấn đề ở đâu không. Tử Vũ, ngươi khẳng định vừa rồi chính là luyện bộ đao pháp này sao? Ừ, vậy ngươi luyện lại một lần nữa đi. Phương Tử Vũ không nói gì, một lần nữa luyện qua một lần từ đầu đến cuối, nhưng vẫn không xuất hiện dị tượng gì. Những người bên cạnh đều đã xem không hiểu chuyện gì. Kỳ quái quá. Xuất thế ngồi xếp bằng tại chỗ lẩm bẩm. Có phải đã làm sai chỗ nào hay không? Hay là ngẫu nhiên? Phương Tử Vũ liếc mắt nhìn Từ Ngạo Thiên, lắc lắc đầu tỏ vẻ hắn cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Bầu không khí toàn trường có chút khác thường. Những người khác đến bây giờ vẫn không biết xảy ra chuyện gì. Tứ nữ đối mặt nhìn nhau,
cuối cùng nhất trí đề cử Lục Tử Huyên đi ra hỏi một chút tình huống. Lục Tử Huyên ho nhẹ một tiếng, đi đến bên cạnh Phương Tử Vũ, nhẹ giọng hỏi: "Tử Vũ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?" Phương Tử Vũ nhìn nàng một cái, liền đem chuyện đã phát sinh lúc trước kể lại một lần nữa. Giống như hôm nay, hắn liên tục nói nhiều hơn một lần. Nếu không phải Lục Tử Huyên tới hỏi, đánh chết hắn cũng sẽ không nói lại lần thứ hai. Mãi đến khi Phương Tử Vũ nói xong, mọi người lúc này mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. "Phá vỡ không gian?" Tiên Ngữ khẽ nhíu đôi mày nói: "Có phải là phá toái hư không hay không? Muội nghe Thiên Tuệ Thái Thượng nói qua, đó hình như là năng lực đặc hữu của cổ thần." "Cổ thần?" Mọi người hít một hơi lãnh khí, làm sao đã lại dính dáng đến cổ thần rồi? Những người này đều là những thượng cổ nhân vật của viễn cổ thần thoại lưu truyền đến tận nay. "Phá toái hư không ư?" Lục Tử Huyên gật đầu nói: "Muội cũng nghe cha muội nói qua, đó là đỉnh cấp pháp thuật ngay cả tiên nhân cũng không biết được. Thế nhưng Tử Vũ huynh ấy..." "Không sai." Xuất Thế tiếp lời nói: "Theo tình cảnh trong lời nói của Tử Vũ, đích thực là kim chứng thiên đạo, năng lực phá toái hư không, cho nên ta vẫn đang cảm thấy kỳ quái, hắn làm sao biết năng lực của cổ thần cho được?" Dừng một chút lại hỏi: "Tử Vũ, con nhớ lại xem vừa rồi có đúng là đã phát sinh chuyện gì hay không?" Đúng lúc này, thần thạch trên ngực và thiên địa càn khôn giới của Phương Tử Vũ lại nhảy lên kịch liệt. Hắn cả kinh thất thanh nói: "Ngọc!" Từ Ngạo Thiên hỏi: "Lại nhảy rồi ư?" "Vừa rồi khi Ngọc nhảy, đệ không tính tâm được nên lại đi luyện công." Xuất Thế về một cái đứng lên vội vàng nói: "Nhanh luyện lại một lần." Phương Tử Vũ gật gật đầu, rút trường đao ra lại một lần nữa diễn luyện thần đao long quyết. Hắc Long giống giận, trường đao càng múa càng nhanh. Bỗng nhiên một đao nặng nề bổ về chỗ hư không phía trước, một đạo lôi điện màu đen từ mũi đao lộ ra, giống như cắt phải vật gì, phát ra thanh âm suy suy. Trong ánh mắt khó coi, khó có thể tin được của mọi người, không gian lại lần nữa hé ra một đạo lỗ hổng, lộ ra một mảnh tối đen bên trong. Xuất Thế tiến đến miệng khe hở, sợ hãi nói: "Trời ạ, lại có thể là phá toái hư không thực ư?" Vừa nghe nói đây là năng lực chỉ có cổ thần mới có thể cả đời cũng vô duyên thấy một lần, mọi người ào một tiếng, tất cả đều đi tới vây quanh. Một cái khe xác thực, theo như lời của Phương Tử Vũ, giống như trời sao buổi tối, đầy sao điểm điểm. Đối diện miệng cái khe, cách đó không xa, có một đoàn nhỏ bạch quang gì đó. Vận đủ thị lực nhìn lại mới phát hiện đúng như lời của Phương Tử Vũ, chính là một mặt trên ngọc bích có khắc hai chữ kỳ quái. Mà bên dưới một chữ kia, mọi người có thể mơ hồ nhận ra là một chữ mộ. Về phần chữ phía trên, thực sự quá mức phức tạp, không thể nào suy đoán. Thần thạch lại một lần nữa muốn ly thể bay đi. Phương Tử Vũ liều mạng đè thần thạch xuống. Khi mọi người ở đây tất cả đều tập trung tinh thần thưởng thức kỳ quan dị cảnh suốt đời khó gặp này, phía dưới của cái khe đột nhiên vọt ra một cái đầu người. Oa! Lăng Nguyệt là người đầu tiên nhìn thấy đầu người, thất thanh kêu lên một tiếng, vội vàng lùi về phía sau. Nhưng đã quên phía sau nàng đều là người, nhất thời phanh một tiếng, cái ót đã đánh lên cằm của Từ Ngạo Thiên. Theo tiếng kêu thất thanh của Lăng Nguyệt, tất cả mọi người đều thấy được một đầu tóc trắng này, khuôn mặt khô đét, hé ra đầu người, da đều dán trên xương đầu. Không đợi người phân phó, dầm một tiếng tất cả đều thối lui. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đầu người tiếp tục chậm rãi nổi lên, mãi đến khi lộ ra thân thể, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, thì ra là một người, hơn nữa là lão nhân tuổi tác rất lớn. Lão nhân này dường như đối với việc phá vỡ không gian cũng rất giật mình, nháy mắt mấy cái, nhìn một chút hoàn cảnh bên trong, lại nhìn mọi người một chút, chậm rãi đưa ra một tay tiến vào mặt trong không gian, lại giống như gặp quỷ lập tức rút về. Nhìn xem bên trong không có gì biến hóa, lúc này mới lần thứ hai lớn mật đưa cả hai tay đều nhét vào. "Hi hi, không có việc gì." Lão nhân sau khi nói ra một câu khiến kẻ khác tìm không được đầu mối, liền bước chân vượt qua không gian tiến đến. Doạt, 36 gã thiết huyết vệ không hẹn mà cùng rút ra binh khí tùy thân. Lão nhân hiếu kỳ nhìn một chút những người này, lẩm bẩm: "Kỳ quái, chỉ là một đám người tu chân, vì sao ta lại không có việc gì?" Ngay khi lão nhân vừa tiến vào thiên thượng nhân gian, trên người lão tản mát ra một cỗ cảm giác áp bức cường đại chưa từng có, trực tiếp bức bách về phía mọi người. Xuất Thế sắc mặt đại biến, hắn biết cho dù cả đám người mình liên thủ cũng tuyệt đối không là đối thủ của lão nhân này.
Ở dưới áp lực cường đại này, Từ Ngạo Thiên cảm giác trong cơ thể thanh đồng kiếm không bị hắn khống chế, lại dục dịch muốn động. Đột nhiên trong tay kim quang chợt lóe, một thanh thanh đồng kiếm tạo hình phong cách cổ xưa xuất hiện ở trong tay hắn. Ồ, lão nhân ngạc nhiên nói, Hiên Viên kiếm ư? Thì ra ngươi chính là người kế tục Hiên Viên kiếm. Sau đó dường như lại cảm ứng được điều gì, ánh mắt chuyển hướng rơi trên người Phương Tử Vũ bên cạnh, biểu tình của lão nhân càng trở nên giật mình. Làm sao lại là ngươi? Không chỉ Phương Tử Vũ, tất cả mọi người rõ ràng đều ngây ngẩn. Phương Tử Vũ hỏi, lão nhận biết ta ư? Lão nhân cười hăng hắc, không trả lời hắn, ngược lại nói, người kế thừa của Hiên Viên kiếm và người kế thừa của Ma Thần Sứ lại có thể đi cùng một chỗ ư? Nếu như để hai lão quái vật kia biết, đảm bảo bọn họ bực bội đến nói máu thôi. Lập tức tự nghĩ đến chuyện tình tức cười gì đó, cất tiếng cười to. Từ Ngạo Thiên dù sao cũng là người thấy qua rất nhiều loại người, sau khi kinh ngạc rất nhanh khôi phục lại, vội ho một tiếng hỏi, đệ tử Côn Lôn Ngọc Hư Cung Từ Ngạo Thiên, xin hỏi vị lão nhân gia này cao tính đại danh là gì? Lão nhân dừng tay đang định nói, đúng lúc này lại một tiếng ngồ rõ ràng truyền đến. Xuất thế sắc mặt đại biến, thầm nghĩ, xong rồi, lại tới một người. Quả nhiên một nam tử trẻ tuổi, tóc tai bù xù, diện mạo anh tuấn bất phàm, cùng lão nhân giống nhau, từ phía dưới cái khe chậm rãi nổi lên. Nhìn một chút miệng cái khe, lại nhìn một chút mọi người bên trong, cau mày hỏi, ngươi làm sao làm được? Không gian liệt phùng, vết nứt không gian này lại có thể duy trì một thời gian lâu như vậy, nhưng người tu chân này lại là chuyện gì xảy ra đây? Lão nhân quay đầu cười nói, chuyện không liên quan tới ta, cái vết nứt không gian này không phải là ta làm ra, hẳn là bọn họ làm ra. Bọn họ ư? Đừng nói đùa, một đám người tu chân làm sao có thể đạt tới phá toái hư không được? Được rồi, ta còn chưa có hỏi ngươi, ngươi làm sao cùng một đám người tu chân ở một chỗ vậy? Lão nhân hướng hắn vẫy tay cười nói, tiến vào nói sau. Tiến vào ư? Người trẻ tuổi nhíu mày, yên tâm đi, ngươi xem ta ở chỗ này lâu như vậy cũng không có thần phạt, không có việc gì đâu. Thần phạt? Xuất thế cảm giác trái tim mình như ngừng đập, lão rốt cuộc đã biết hai người kia là ai. Không chỉ là xuất thế, tất cả mọi người đều mơ hồ đoán được thân phận của hai người này. Khác biệt chính là xuất thế, Lục Tử Huyên và Tiên Ngữ là từ một câu thần phạt đoán được, mà Từ Ngạo Thiên, Phương Tử Vũ, những người còn lại là từ câu vết nứt không gian này không phải là ta làm ra của lão nhân mà đoán được. Tuy rằng xuất phát điểm bất đồng nhưng kết quả lại giống nhau, hai người này chính là cổ thần. Mọi người còn chưa kịp phản ứng lại, kinh ngạc liền theo nhau mà đến. Đối thoại kế tiếp của hai vị cổ thần càng khiến mọi người hơi bị cười ngất. Hậu Nghệ, ngươi mau lại đây xem hai thanh binh khí này đi. Hậu Nghệ ư? Xạ Nhật Tiễn thần Hậu Nghệ, mọi người thần kinh tạm thời chập mạch. Hậu Nghệ nhíu mày, chậm rãi bước một chân vào, phát hiện quả nhiên không có thần phạt, lúc này mới yên tâm bước vào. Mà ngay khi hắn tiến vào, mọi người cảm thụ được cảm giác áp bức trở nên bạo tăng gấp đôi. Hơn 10 người thiết huyết vệ tu vi thấp hơn một chút và Lăng Nguyệt nhất thời hai chân mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất. Hai người lúc này mới phát hiện trên người mình vô ý tán phát ra khí tức của thần, cũng không phải những phàm thể nhục thai này có khả năng thừa nhận, vội vàng đem khí tức tỏa ra bên ngoài thân thể thu hồi, mọi người mới thở vào nhẹ nhõm. Cùng lúc đó, vết nứt không gian tự động đóng kín, chẳng qua hai vị cổ thần dường như không có lo lắng. Hậu Nghệ nhìn binh khí trong tay Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ, nhíu mày nói, Hiên Viên kiếm ư? Một cái kia cảm giác rất giống với Ma Thần Sứ, chỉ là bề ngoài không giống. Lão nhân gật đầu nói, chính là Ma Thần Sứ. Phải vậy không? Hậu Nghệ trừng to mắt nói, người kế thừa của hai tên không chết không thôi kia lại có thể đi cùng một chỗ ư? Lão nhân cười hăng hắc nói, có ý tứ chứ. Hậu Nghệ trừng mắt nhìn, lắc đầu nói, như nhau cả thôi. Lão nhân bĩu môi, một tên không thú vị. Hậu Nghệ nhìn xung quanh lại hỏi, Khoa Phụ, nơi này là địa phương nào vậy? Khoa Phụ ư? Bịch. Lúc này ngay cả xuất thế cũng chịu không nổi sự đả kích tinh thần, ngã ngồi trên mặt đất. Ta cũng không biết. Khoa Phụ lắc đầu, tức thì lại hướng Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ hỏi, này tiểu tử kia, nơi này là địa phương nào vậy? Phương Tử Vũ vẫn như trước lộ ra vẻ lạnh lùng. Từ Ngạo Thiên cung kính nói, hai vị tiền bối,
nơi này là thiên thượng nhân gian. Thiên thượng nhân gian ư? Khoa phụ và hậu nghệ đối mặt nhìn nhau, đồng thời lắc đầu tỏ vẻ chưa nghe qua. Từ Ngạo Thiên lập tức giảng giải công dụng của thiên thượng nhân gian, cũng kịp nói cho hai người bọn họ lúc này thân đã ở bên trong của thiên thượng nhân gian. Bốp! Khoa phụ vỗ mạnh tay một cái kêu lên. Thiên thượng nhân gian cái gì? Loạn cả nửa ngày, thì ra là phong thần thai. Phong thần? Khoa phụ vội giải thích. Phong thần thai vốn là vật từ viễn cổ, thứ này làm sao mà xuất hiện thì chúng ta cũng không biết. Nghe nói vốn là dùng để chư vật, thời gian bên trong là gấp trăm lần bên ngoài. Có một lần một vị cổ thần dùng thứ này đem nhốt một vị cổ thần khác ở bên trong. Bởi vì thời gian trong ngoài khác nhau, thần ở bên ngoài qua 1000 năm nhàn nhã đi chơi, bên trong vị thần kia một thân một mình ở bên trong qua hơn 10 vạn năm, cuối cùng thực sự chịu không nổi loại cảm giác này, dứt khoát mà tự sát. Phong thần thai cũng bởi vậy được đặt tên này. Nghe nói ư? Phương Tử Vũ hơi chớp chớp con mắt. Khoa phụ nhún vai. Đương nhiên là nghe nói rồi, ta được nghe đoạn truyền văn này từ các thần, về phần phong thần thai ta cũng chưa thấy qua. Vừa hay từ lời nói của các ngươi bên trong, một năm bên ngoài, một ngày đêm mà đoán được ra. Từ Ngạo Thiên tiếp lời hỏi. Thế nhưng cổ thần không phải đều có thể phá toái hư không sao? Vì thần kia làm sao lại bị nhốt ở bên trong mấy chục vạn năm? Lời này vừa ra, khoa phụ và hậu nghệ đồng thời sắc mặt đại biến. Hậu nghệ lại càng vội vàng tay phải hướng hư không phía trước vẽ một cái, cũng không thấy bất luận dị trạng gì. Khoa phụ cực kỳ khoa trương miệng mở lớn, được một lát sắc mặt tái mét nói. Quả nhiên phong thần. Hậu nghệ hung hăng trừng mắt nhìn lão một cái, tức giận nói. Ngươi hãy nhìn chuyện tốt mà ngươi làm đi. Khoa phụ lau mồ hôi lạnh trên thái dương nói. Ta làm sao biết được cái này là phong thần thai? Ồ, mới vừa rồi vết nứt không gian kia là chuyện gì xảy ra vậy? Từ Ngạo Thiên giải thích. Là Tử Vũ đệ ấy trong lúc luyện công vô tình phá toái hư không. Nói xong thì còn chỉ Phương Tử Vũ bên cạnh. Khoa phụ giống như nhìn thấy cứu tinh, lập tức vọt tới trước mặt Phương Tử Vũ, kéo tay hắn kích động nói. Tiểu huynh đệ, giúp nhanh giúp, giúp ta phá ra vết nứt không gian để chúng ta trở về. Phương Tử Vũ khe khẽ vung tay nói. Ngọc, phải nhảy. Ngọc ư? Khoa phụ trừng mắt nhìn. Ngọc gì? Từ Ngạo Thiên chỉ ngực nói. Là ngọc thạch tổ truyền của Tử Vũ. Sau khi vừa tiến đến nơi này, khối ngọc thạch kia một mực nhảy lên, sau đó chúng ta mới phát hiện Tử Vũ. Chỉ có khi ngọc thạch nhảy lên, diễn luyện bộ đao pháp kia mới có thể phá toái hư không. Kỳ quái vậy sao? Khoa phụ xòe tay nói. Cho ta nhìn một chút được không? Phương Tử Vũ lạnh lùng nhìn chằm chằm lão, nhưng không có bất luận động tác gì. Từ Ngạo Thiên tiến lên vỗ vỗ vai hắn, tiếp đến nói thầm vài câu bên tai hắn. Phương Tử Vũ sau khi trầm mặc một lát, lúc này mới đem thần thạch gỡ xuống đưa cho khoa phụ. Hậu nghệ vừa thấy thần thạch liền biến sắc, vội vàng từ trong tay khoa phụ chộp lấy. Phương Tử Vũ nắm chặt trường đao trong tay, bỗng hiện sát khí. Hậu nghệ giống như không cảm giác thấy điều đó, nhìn kỹ ngọc thạch trong chốc lát lại đưa cho khoa phụ nói. Ngươi cảm thấy khối ngọc này nhìn rất quen mắt hay không? Khoa phụ lấy ra thần thạch nói. Đương nhiên nhìn quen mắt rồi, không phải là đầu nghiêu kia cố ý ném ngọc thạch này ư? Chậm rãi ngẩng đầu, ngữ khí khó có thể tin dò hỏi. Thần mộ phải không? Hậu nghệ gật đầu nói. Tính chất của nó cùng thần mộ giống nhau như đúc. Hơn nữa nhìn hình dáng nó chính là một trong hai lỗ hổng trên thần mộ thạch bia. Khoa phụ vỗ đầu nói. Ý của ngươi là khối ngọc thạch này rất có khả năng chính là một trong ba chiếc chìa khóa mở ra thần mộ theo như lời của Vũ ư? Thần mộ? Phương Tử Vũ khẽ nhíu mày nói. Chính là vật gì đó phát ra bạch quang vừa mới nhìn thấy kia phải không? Khoa phụ gật đầu nói. Đúng, đó là cửa vào của thần mộ. Đáng tiếc chúng ta đã tập trung lực lượng của hơn 10 vị cổ thần cũng không cách nào mở ra. Cuối cùng ở trên mộ bia phát hiện hai lỗ hổng và một cái rãnh, đoán rằng nếu tập hợp đủ ba thứ này mới có thể mở ra. Nói xong đem thần thạch trả lại cho Phương Tử Vũ nói. Người có thể phá toái hư không chắc là bởi vì liên hệ giữa ngọc thạch và thần mộ. Hai lỗ hổng một rãnh ư? Phương Tử Vũ suy nghĩ một lát nói. Thiên địa càn khôn giới trên tay của ta cùng thiên thượng nhân gian này đều cùng một chất liệu với ngọc thạch, có thể hay không là... Khoa phụ lắc đầu nói. Giới chỉ này gọi là chí tôn giới, đã từng là hộ thân và chư Phật pháp bảo của hoàng đế Hiên Viên.
sao lại dùng để trấn áp ma thần sứ trong tay ngươi? Hình dạng của nó căn bản không giống một lỗ hổng. Tiên ngữ nói xen vào, có thể có người đem nó mài thành nhẫn thì sao? Khoa phụ bật cười, tiểu nha đầu, loại ngọc thạch này cứng rắn dị thường, một kích toàn lực của tập hợp hơn 10 vị cổ thần chúng ta cũng không thể khiến nó tạo thành một vết nứt. Ngươi nói xem, còn có ai có khả năng năng lực lớn như vậy đem nó làm thành nhẫn đây? Dừng một chút lại nói thêm, nó đến cũng kỳ quái, chí tôn giới này cũng đích thực là cùng chất liệu với ngọc thạch kia. Chẳng qua hiên viên nói qua, giới chỉ này hắn cũng là lấy được từ chỗ sư phụ của hắn, Quảng Thành Tử. Về phần Quảng Thành Tử làm sao có được, hắn cũng không biết. Chỉ là Quảng Thành Tử ở trước khi chúng ta thành thần đã sớm không biết tung tích rồi, đến bây giờ không nhìn thấy bóng dáng. Nhưng các ngươi nói một rãnh kia có kích thước như bàn tay cơ mà, phong thần thai lại to như một mặt tường. Khoa phụ lắc đầu nói, tiểu tử kia, đó là ngươi có điều chưa biết. Ở trong tay cổ thần chúng ta, bất luận đồ vật gì đều có thể biến hóa to nhỏ. Nếu như chúng ta đoán không sai, phong thần thai này chính là một rãnh kia. Từ Ngạo Thiên gật đầu nói, thì ra là như vậy. Chờ khi chúng ta ra khỏi đây, ngươi có thể cùng tôn chủ nói một chút, có thể hắn sẽ cho các ngươi mượn cũng không chừng. Khoa phụ cười khổ nói, lối ra ở thế tục giới chúng ta ra không được. Vì sao? Chúng ta tuy là thần, nhưng thần cũng có quy củ của thần, tuyệt đối không thể xuất hiện ở bên trong tam giới, bằng không lập tức phải nghênh đón thần phạt, vạn kiếp bất phục. Từ Ngạo Thiên gãi đầu nói, vậy không có biện pháp gì rồi ư? Cũng chẳng sao, sau khi các ngươi có thể rời khỏi đây sẽ đi lấy cho chúng ta. Nhưng làm sao đưa cho các ngươi đây? Đi thần giới đưa cho chúng ta. Thần giới ư? Từ Ngạo Thiên nuốt nước bọt khan. Khoa phụ nói, tư chất của ngươi rất cao, chẳng qua tiềm lực vẫn chưa được kích phát ra. Tin tưởng ngươi một ngày kích phát ra tiềm lực, thành thần cũng là chuyện sớm hay muộn thôi. Còn về phần ngươi, khoa phụ lại nhìn về phía Phương Tử Vũ nói, còn về phần ngươi, kích lực đã hoàn toàn kích phát, bởi vậy trong tâm giới hiện nay không ai là đối thủ của ngươi cả. Chẳng qua ngươi sát khí quá nặng, ngươi cẩn thận kẻo nhập ma. Ta không cần ngươi quản. Phương Tử Vũ lạnh lùng bỏ lại một câu, liền muốn xoay người rời đi. Chờ một chút tiểu tử. Khoa phụ vội ngăn hắn lại nói, có thể hay không đánh ra một vết nứt không gian để chúng ta đi ra ngoài đây? Ngọc không nhảy, ta không đánh được. Nó khi nào thì mới nhảy đây? Ta không biết. Khoa phụ bĩu môi nói, thực ra không cần nó nhảy, ngươi cũng có thể mở ra. Ngọc thạch kia có linh tính, nó đã nhận ngươi là chủ, trong đó cùng ngươi tồn tại liên hệ nào đó, chỉ cần tu vi của ngươi có thể đạt được, tuyệt đối có thể phá khai hư không. Phương Tử Vũ khoanh chân ngồi xuống tại chỗ nói, ta làm không được. Khoa phụ cũng ngồi xuống bên cạnh hắn cười nói, ngươi đương nhiên làm không được rồi, chẳng qua có ta và hậu nghệ giúp ngươi, trong khoảng thời gian ngắn khẳng định có thể giúp ngươi đạt tới cảnh giới phá toái hư không. Phương Tử Vũ trong mắt tinh quang chợt lóe, nghiêng đầu nhìn hắn, không cần nhìn ta như vậy, chúng ta bằng lòng giúp ngươi cũng là muốn sớm có một chút trở về thần giới, đúng không hậu nghệ? Hậu nghệ gật mạnh đầu một cái, đúng vậy. Phương Tử Vũ nhìn hai người, nhắm hai mắt nói, được, thế nhưng không những giúp ta, các ngươi phải giúp những người ở đây nữa. Đương nhiên, đương nhiên. Khoa phụ kéo vai Phương Tử Vũ, lại bị hắn một tay kéo ra. Người bên cạnh nhìn đến đều đảm chiến tâm kinh. Khoa phụ lơ đánh cười nói, không lâu sau thần giới có thể có thêm một nhóm người nữa, đùa giỡn thật là vui biết bao. Khoa phụ là người có tính tình nóng vội, nói là làm ngay. Ngay lập tức lão chạy đến chỉ bảo cho hai người Phương Tử Vũ và Từ Ngạo Thiên. Những người còn lại tất cả được đẩy cho hậu nghệ. Cũng may tính tình của hậu nghệ lâu nay vẫn tốt, yên lặng tiếp nhận phần công tác gian khổ đó. Từ xuất thế đến tứ nữ, lại thêm 36 thiết huyết vệ, mỗi một người đều được ông ta đích thân chỉ điểm. Dưới sự chỉ bảo của thượng cổ danh sư hậu nghệ, tất cả mọi người đều có tiến bộ thần tốc, một ngày đi ngàn dặm. Có điều hậu nghệ phát hiện ra mỗi người ở đây đều có tư chất cực giai, bởi vậy đã dùng hết tâm lực dạy dỗ, đặc biệt là 36 thiết huyết vệ. Mặc dù không thể so sánh với hai người Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ, nhưng tuyệt đối đều là cực phẩm. Lục Tử Huyên và Tiên Ngữ càng không phải nói, đều là kỳ hoa dị đóa của tu chân giới. Đám người này tùy tiện chọn ra một người cũng là nhân tài trăm ngàn năm khó gặp, không thể tưởng tượng được một lúc lại tụ tập hơn 40 người, có thể gọi là một kỳ tích to lớn.
Về phần Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ bên này, khoa phụ không tiếc hao phí thần lực, tự mình tẩy cân phạt tủy, giúp Từ Ngạo Thiên kích phát tiềm năng. Về sau, tiến bộ của Từ Ngạo Thiên càng khiến cho người khác cảm thán không thôi. Về phần Phương Tử Vũ, bản thân hắn vốn là một kẻ kỳ tài, thêm vào đó tiềm năng đã hoàn toàn khai phá, lại trải qua tu luyện công pháp do lão quái vật khoa phụ, kẻ đã thành thần từ mấy ngàn năm trước, đích thân tạo ra cho hắn, hôm nay đã đạt đến cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. Tiến bộ của Phương Tử Vũ, khoa phụ và hậu nghệ đương nhiên là vui mừng, nhưng hậu nghệ lo lắng lại càng nhiều hơn. Phương Tử Vũ sát cơ quá nặng, nếu như thật sự đạt đến cảnh giới mà trong tam giới không một kẻ nào có thể địch lại, đến lúc đó sinh linh đổ thán, hai người bọn họ sẽ là tội nhân thiên cổ. Bởi vậy hậu nghệ khi rảnh rỗi cũng thường xuyên chỉ điểm cho Từ Ngạo Thiên, bởi vì ông ta phát hiện ra Từ Ngạo Thiên có tấm lòng nhân hậu, thiện lương. Nếu thật có một ngày như vậy, hy vọng do hắn đến kiềm chế Phương Tử Vũ không gây họa cho tam giới. Nói ra cũng thật kỳ quái, từ sau khi hai vị cổ thần đến đây, thần thạch không nảy nên thêm một lần nào nữa, khiến cho mọi người cảm thấy mê hoặc khó hiểu. Khoa phụ mượn thần thạch và chí tôn giới của Phương Tử Vũ nghiên cứu, hy vọng từ trong đó có thể tìm ra được một chút đầu mối, song manh mối còn chưa tìm được, nhưng lại làm rơi ra một đống pháp bảo trong chí tôn giới, khiến cho người ta hoa cả mắt. Những tu chân chí bảo này ở trong mắt hai vị cổ thần toàn là đồ phế thải, vẫn thường thấy ném ở ven đường. Trong đó còn có hài cốt của một đầu cự mãng, khiến cho tứ nữ thét lên chói tai mãi không dứt. Lúc rối rãi, hai vị cổ thần để giết thời gian, đích thân đem những pháp bảo này luyện hóa lại một lần nữa. Một đống pháp bảo cao như núi, sau khi được tinh luyện chỉ xuất ra được 60 kiện pháp bảo, lại bởi vì chất liệu quá kém, trong đó tốt nhất cũng chỉ đạt đến trình độ trung phẩm tiên khí, nhưng kém nhất cũng là hạ phẩm tiên khí cấp bậc. Lúc này lại vừa khéo, một đội quân vốn tu vi cực cao hiện tại đã trở thành cực đỉnh cao thủ, mỗi người đều sở hữu một kiện tiên khí. Bất kỳ một người nào xuất hiện ở tu chân giới đều có thể tạo nên một trận chấn động không nhỏ. Khoa phụ còn giúp Phương Tử Vũ đem Thiên Quân Chiến Khải luyện hóa lại một lần nữa. Thiên Quân Chiến Khải hiện giờ cho dù đối mặt với một kích toàn lực của một vị thần cũng có thể duy trì được 2-3 chiêu. Hậu nghệ lại dùng da của Hỏa Vân Cự Mãng làm cho mỗi người một kiện thiếp thân hậu y. Loại y phục này chỉ cần không gặp phải một ít pháp bảo biến thái từ trung phẩm tiên khí trở lên, trên cơ bản là đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Xà nhãn bị luyện thành mấy chục khỏa băng châu, mang bên người lạnh lẽo thấu tim, ngậm vào trong miệng càng có thể yên thần tĩnh tâm, đối với tu luyện có hiệu quả gấp rưỡi. Còn xà cốt thì được dung nhập vào trong một số kiện pháp bảo để thăng phẩm chất. Nếu không với chất liệu rác rưởi như vậy thì căn bản là không thể làm ra pháp bảo cấp bậc tiên khí. Về phần mấy cái xà nha có chứa kịch độc, hai vị cổ thần cảm thấy bỏ đi thì tiếc, lưu lại thì không có tác dụng, suy trước tính sau, một hồi quyết định trước hết cứ giữ lại. Sau đó khoa phụ quần từ trong chí tôn giới tìm được một đóa hoa ngũ sắc, cùng hậu nghệ hai người ngạc nhiên không thôi. Theo như giới thiệu của hai người, chúng nhân mới biết được nguyên lai đóa hoa này gọi là ngũ hành hoa, là loại tài liệu khó có được nhất trong tam giới, chỉ ở những nơi thiên địa linh khí nồng đậm mới có thể sinh trưởng, khả năng cũng không lớn, chỉ 1/10 khả năng. Mỗi cánh hoa của ngũ hành hoa đều có một loại công dụng riêng. Cánh hoa màu vàng thêm vào vài chục loại tài liệu quý hiếm phức tạp khác nữa có thể để thăng công lực, nhưng những dược tài chân quý đó cũng chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, trong đó có vài loại cũng chỉ có ở thần giới mới có, cho nên đối với người trong tam giới, cánh hoa vàng này có cũng vô dụng. Cánh hoa màu đỏ sau khi luyện hóa có thể tăng cường thể chất, người bình thường ăn vào có thể kéo dài tuổi thọ, từ nay về sau vô bệnh vô tai, cũng có thể luyện thành Trường Xuân Đan, nữ nhân ăn vào có thể giữ mãi tuổi trẻ, làn da trắng bóng mịn màng. Không phải nói cánh hoa đỏ này đương nhiên là bị tứ nữ chia đều, còn dư lại vài khỏa chuẩn bị mang về cho người thân dùng. Cánh hoa màu xanh nhạt không phải để dùng mà là tài liệu chủ yếu để chế tạo tu chân chí bảo Tị Thủy Châu. Có được nó sau này, vô luận là trong hải dương sâu đến bao nhiêu đi nữa đều có thể đi qua. Hơn nữa, vô luận ở dưới đó bao lâu cũng không việc gì. Cánh hoa màu nâu đậm bị hai vị cổ thần kết hợp với xà nha luyện hoa thành một lô đan dược, lại nói sau khi ăn vào có thể bách độc bất xâm, còn như có thật hay không thì bọn họ không biết được, bởi vì nơi này không có kịch độc để cho bọn họ thử nghiệm. Chỉ có điều hai khỏa xà nha kia rốt cuộc cũng có tác dụng. Cánh hoa cuối cùng màu vàng đất bị hai vị cổ thần lấy dung hợp vào trong thiên khí pháp bảo,
luyện hóa lại một lần nữa, khiến cho đẳng cấp của những pháp bảo này để thăng lên cả một cấp bậc. Dược tài còn có thể đem đi luyện pháp bảo sao? Xuất thế thật sự là mới nghe lần đầu. Chỉ có điều chuyện kỳ lạ gì đến trong tay hai vị cổ thần này cũng không còn kỳ lạ nữa. Nếu không như thế, thế nào gọi là thần tích đây? Thực ra cánh hoa màu vàng đất đó lấy ra luyện chế đám pháp bảo cấp thấp đó quả thực là lãng phí. Chẳng qua Phương Tử Vũ thân là chủ nhân, căn bản là không thèm để ý. Mà khoa phụ và hậu nghệ càng là vì giết thời gian nên mới làm. Cho dù đồ vật có chân quý hơn nữa, rơi vào trong mắt của những kẻ không biết giá trị của nó thì kết quả cuối cùng cũng chỉ có thể là lãng phí. Ba người bọn họ đã không nói gì, những người khác còn có thể nói được gì đây? Xuất thế vẻ mặt đau đớn không ngừng chửi thầm. Hey, đúng là phá gia chi tử mà. Có nhiều tiên khí như vậy, lại thêm tiên đan phụ trợ, tốc độ tu luyện của mọi người một lần nữa tăng tốc. Thời gian thấm thoát trôi đi nhanh chóng, thần thạch rốt cuộc lại nhảy lên một lần nữa. Khoa phụ và hậu nghệ tạm biệt mọi người rời đi. Giai đoạn địa ngục tu luyện rốt cuộc cũng đã kết thúc. Nhưng khi cái khe không gian chuẩn bị đóng lại, khoa phụ và hậu nghệ lại một lần nữa trở lại, trong tay còn lôi theo một người nữa. Theo như giới thiệu của khoa phụ, người này tên gọi Thần Long. Tiếng bịch bịch liên tiếp vang lên, mọi người té xỉu thành một đoàn. Thần Long sau khi nhìn thấy cánh hoa màu vàng thì sung sướng đến rơi lệ. Dùng lượng lớn dược tài mang theo bên người, lại hao phí thời gian cực dài, rốt cuộc luyện chế ra một lô đan dược. Đám người Phương Tử Vũ mỗi người một khỏa, còn dư vài khỏa không cần nói, tất cả đều rơi vào túi Thần Long. Thần Long chi hỏi biết được bốn cánh khác của ngũ hành hoa lại bị lãng phí như vậy, ông ta nổi giận đương trường, dậm chân mắng to hai người khoa phụ và hậu nghệ là bại gia chi tử. Kết quả ba người hỗn chiến một trận. Cũng may là bọn họ còn lo lắng cho sự an nguy của đám người Phương Tử Vũ, không thi triển toàn lực. Nếu không, phong thần đài này ngoại trừ ba người bọn họ ra, những người còn lại khẳng định tất cả sẽ chết sạch. Có Thần Nông ở đây, đám người Từ Ngạo Thiên mới yên tâm ăn vào luyện đan công, vật được cho là có thể gia tăng công lực. Loại cực phẩm đan dược này mặc dù hiệu quả rõ ràng, nhưng tác dụng phụ đi kèm cũng rất lớn. Điều này gọi là bất kỳ việc gì có mặt lợi cũng tất có mặt hại. Chẳng qua chỉ khổ cho Thần Nông, người này vừa rời khỏi, người khác lại hôn mê, hại ông ta phải chạy không ngừng. Luyện công đan quả thực là thần đan, mặc dù cái tên nghe không hay, song hiệu quả rõ rệt. Sau khi mọi người tỉnh lại phát hiện công lực của bản thân bỗng dưng tăng lên vài tầng, niềm vui sướng này tuyệt đối không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung ra được. Đặc biệt là xuất thế, tu luyện suốt ngàn năm rơi vào kết cục binh giải tán tiên, rốt cuộc khổ tận cam lai, cách phi thăng đại đạo chỉ kém một bước khoảng cách, bảo ông ta làm sao có thể không hưng phấn cho được. Trong đó hiệu quả rõ rệt nhất là hai người Phương Tử Vũ và Từ Ngạo Thiên, đồng thời ngầm có dấu hiệu phản pháp quy chân. Phản pháp quy chân chính là cảnh giới tối cao của tiên nhân, điều này ngay cả xuất thế cũng ghen tị vài phần. Nháy mắt lại một quãng thời gian nữa trôi đi, Phương Tử Vũ đạp nhập vào cảnh giới phản pháp quy chân trước Từ Ngạo Thiên. Sau đó dưới ánh mắt mong mỏi của mọi người, hắn không cần chờ thần thạch nhảy lên, chỉ bằng lực lượng của bản thân đã phá vỡ hư không, phá toái hư không. Bịch, xuất thế lại một lần nữa rồi bột mép ngất xỉu. Mọi người sau khi tạm biệt ba vị cổ thần lại một lần nữa tiến nhập vào bế quan tĩnh tu. Thời gian trôi qua, rốt cuộc cũng đã đến ngày xuất quan. Suốt thời gian này mọi người y như cũ tĩnh tu. Đột nhiên không khí vặn vẹo một trận. Ngay sau đó, ở khoảng không gần mọi người xuất hiện một cánh cửa lớn hình chữ nhật kim quang lấp lánh. Mọi người đồng thời mở hai mắt ra. Từ Ngạo Thiên nhìn sang bên cạnh, Phương Tử Vũ vẫn như cũ nhắm mắt thấp giọng gọi Tử Vũ. Phương Tử Vũ từ từ mở mắt, hai đạo hàn quang chợt lóe lên rồi biến mất trong không gian vô tận, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. 50 năm, món nợ đó đã đến lúc đòi lại rồi. Thanh âm rất lạnh, lạnh đến nỗi khiến cho người ta từ chỗ sâu nhất trong linh hồn bốc lên một tia hàn khí. Bạch quang không ngừng chớp động, mỗi một lần lóe lên, từ trong bạch quang lại đi ra một người. Tôn chủ dẫn theo đám tán tiên thủ hạ đứng ở bên ngoài, trên mặt lão vẻ kinh ngạc càng lúc càng khoa trương. Mỗi một người đi ra thế nhưng đều đã đạt đến cảnh giới tán tiên. 50 năm ngắn ngủi lại có thể làm cho một người mới bước vào tu chân biến thành tán tiên. Điều này sao có thể khiến lão không kinh ngạc cho được? Nên biết rằng điều này tuyệt đối là thần tích. Kẻ khác tu luyện mấy trăm năm cũng không nhất định có thể đạt tới loại trình độ này. Bọn họ lại chỉ dùng 50 năm, truyền ra ngoài chắc chắn sẽ chấn động cả tu chân giới. Khiến cho lão kinh ngạc nhất chính là hai người Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ.
hai người này đứng trước mặt lão hoàn toàn không cảm thấy bất kỳ ba động nào của pháp lực, giống như một người bình thường không biết sâu cạn, khiến cho tôn chủ sinh ra một cảm giác nguy hiểm sâu không lường được. Phản phát quy chân, ngón tay của tôn chủ không tự giác bật lên một cái. Bản thân vốn sở hữu lực lượng tuyệt đối trong tu chân giới, lão đương nhiên biết loại cảnh giới này đại biểu cho điều gì. Trong lòng đối với sự tiến hóa thần tốc của những người này không biết là nên mừng hay lên lo. Khục khục, tôn chủ ho khan một tiếng đi lên trước nói: "Chúc mừng các vị lại có thể tiến bộ thần tốc đến như vậy, không biết các vị ở trong đó như thế nào?" Dẹt, một cơn gió mạnh thổi qua tai, làm cho lỗ tai của tôn chủ đau rát. Nhìn kỹ lại, Phương Tử Vũ đứng ở trước mặt đã biến mất. Ở đây duy nhất chỉ có Từ Ngạo Thiên là có thể nhìn thấy rõ động tác của Phương Tử Vũ. Nhưng hành động của Phương Tử Vũ quả thực là quá đột ngột, hắn còn chưa kịp phản ứng thì trường đao của Phương Tử Vũ đã đặt ở trên cổ của tôn chủ rồi. Bịch bịch bịch, liên tiếp vang lên mấy tiếng, hơn 20 tán tiên còn lại của khóa hạt lâm trong nháy mắt công phu toàn bộ ngã xuống đất. Một đao mất mạng, không có bất kỳ động tác dư thừa nào. Phương Tử Vũ giống như một con lốc đen quét qua những người này, lấy phương thức đơn giản nhất thu gặt sinh mệnh của bọn họ. Tử Vũ, Từ Ngạo Thiên khẽ nhíu mày, hắn biết nguyên nhân mà Phương Tử Vũ làm như vậy, nhưng không nghĩ đến đệ đệ của mình lại kích động như thế, còn chưa hỏi rõ ràng đã ra tay, vạn nhất giết lầm người, lòng hắn liệu an ổn được sao? Phương Tử Vũ, tôn chủ gầm lên giận dữ: "Ngươi đang làm gì vậy?" "Lão biết mà, tôn chủ." Phương Tử Vũ thanh âm lạnh như băng nói: "Có lẽ nên gọi ngươi là minh chủ." "Ngươi..." Tôn chủ sừng sốt: "Ngươi đang nói cái gì vậy?" "Lão truy sát yêu hồ nhất tộc chúng ta mấy ngàn năm là bởi vì nó sao?" Phương Tử Vũ chậm rãi mở tay ra, thần thạch trong suốt lấp lánh đang yên lặng nằm trong lòng bàn tay hắn. Tôn chủ sắc mặt không đổi nói: "Đó là cái gì?" Phương Tử Vũ cười lạnh nói: "Đừng giả bộ nữa, trong thiên thượng nhân gian chúng ta gặp được thần, ông ta đã nói hết toàn bộ cho chúng ta biết rồi." Khi nói đến thần, ngón tay của Phương Tử Vũ bất giác siết chặt, các khớp ngón tay vang lên răng rắc một trận. Thần đáng chết, hóa ra sự diệt tuyệt của yêu hồ nhất tộc tất cả đều chỉ là trò đùa của Sivu, chỉ vì một món đồ chơi giải trí. Nếu không phải bởi khoa phụ trong lúc vô ý để lộ ra, hắn vô luận thế nào cũng đoán không ra được chân tướng của sự thật. Sau khi biết được chân tướng một khắc, mục tiêu của hắn đã từ tu chân giới thăng hoa đến trên người cổ thần Sivu. Mà khoa phụ dù sao cũng đã lỡ miệng nói ra, liền thuật lại từng tận một lần quá trình diệt vong của yêu hồ nhất tộc cho hắn nghe. Đến tận đây hắn mới biết được, hóa ra trừ yêu liên minh lại chính là khoái hoạt lâm, chỉ là tôn chủ không bao giờ xuất hiện, một mực ở bên ngoài thu mua, mời chào nhân thủ đuổi giết yêu hồ bộ tộc. Các đời minh chủ của trừ yêu liên minh đều là người được khoái hoạt lâm phái ra. Thần nữ, tôn chủ sắc mặt khẽ biến: "Tại sao ta lại không biết trong thiên thượng nhân gian còn có thần vậy?" Từ Ngạo Thiên than nhẹ một tiếng nói: "Là Tử Vũ phá vỡ không gian, vừa lúc gặp được thần ở gần vết nứt không gian, ông ta đã đem tất cả mọi việc nói cho chúng tôi biết." Tôn chủ sắc mặt đại biến: "Phá toái hư không, vậy không phải là chứng tỏ Phương Tử Vũ đã đạt đến cảnh giới của thần rồi sao? Nhưng vì sao hắn đi ra lại không gặp phải thiên kiếp, cũng không có thần phạt?" Lão rốt cuộc cũng đã minh bạch vì sao đám người này có thể trong 50 năm ngắn ngủi tu luyện đến tán tiên cảnh giới. Thì ra là có thần bồi dưỡng cho bọn họ. Cũng hiểu được vì sao Phương Tử Vũ vừa mới đi ra liền giết sạch thủ hạ của lão. Nghe đồn thần không gì là không biết, không gì là không làm được. Hóa ra truyền thuyết tất cả đều là sự thật. Chỉ là tôn chủ bao gồm cả những người đang có mặt ở đây đều không biết rằng thần không phải là cái gì cũng biết. Khoa phụ chỉ bởi vì cảm thấy món đồ chơi mà Sivu bồi dưỡng ra chơi rất vui, cho nên mới một mực chú ý đến Phương Tử Vũ, từ đó quan sát thêm một chút về kiều gia của hắn mà thôi. Nói, trường đao trên tay Phương Tử Vũ dí sát qua kẽ răng, rít lên từng câu từng chữ nói: "Tại sao phải làm như vậy?" Tôn chủ chưa bao giờ cảm thấy tử vong tiếp cận gần đến vậy, đặc biệt là khí tức phát ra từ mê thần sử và sát khí nồng đậm trên người Phương Tử Vũ khiến cho lão lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi. "Nếu ta nói, ngươi có bỏ qua cho ta không?" Phương Tử Vũ nhìn chằm chằm vào lão một hồi lâu mới nói: "Được, ta không giết ngươi." Tôn chủ cười lạnh nói: "Thật xem ta là trẻ con lên 3 tuổi sao? Ngươi không giết ta, bọn họ cũng sẽ giết ta thôi. Ta đã sống mấy ngàn năm, ngay cả điều đó cũng nghe không ra sao?"
Từ Ngạo Thiên khẽ thở dài nói: Lời nói của Từ Vũ cũng chính là lời nói của chúng tôi. Chỉ cần ông nói cho chúng tôi biết sự thật, bất cứ một ai trong số chúng tôi ở đây tuyệt đối sẽ không động đến ông. Tôn chủ trầm mặc một hồi rồi mới nói: Được, ta tin ngươi. Sau đó Dầu Dĩ nói ra: Kỳ thật ta chính là Khoái Hoạt Lâm đệ nhất tôn chủ. Tiên nhân Tuyệt Trần vốn là tiên quan trông coi thiên gia pháp bảo trên tiên giới, nhưng y không hề thỏa mãn với cái chức quan này. Mỗi ngày cứ phải lặp đi lặp lại quỳ bái thiên đế một lần rồi lại một lần, buồn chán kiểm kê lau chùi pháp bảo. Rốt cuộc y mệt mỏi, thậm chí nổi lên lòng hâm mộ cuộc sống của thiên đế. Suốt ngày ảo tưởng nếu như mình được làm thiên đế thì thật tốt biết bao. Đáng tiếc y cũng tự biết vĩnh viễn không thể trở thành thiên đế. Điều ảo tưởng đó vĩnh viễn chỉ có thể làm mộng, giấc mộng không dám nói với bất cứ ai. Một lần trong cuốn sách cổ, ngẫu nhiên nhìn thấy một đoạn ghi chép có liên quan đến thần giới. Phần tài liệu cổ xưa này do người nào đó đã viết không thể tra ra, chỉ là nội dung được ghi lại trong đó khiến cho Tuyệt Trần có hứng thú cực lớn. Thì ra trong đó ghi lại, ở một cái không gian nào đó trong thần giới có một cánh cửa rất lớn, chỉ cần thu thập 3 chìa khóa liền có thể mở ra cánh cửa lớn này, đồng thời thu được lực lượng siêu việt thần. Từ đó trở đi, Tuyệt Trần dường như lổ điên tiếp tục truy tra. Trải qua mấy trăm năm điều tra cẩn thận, rốt cuộc để cho y biết được một trong số 3 chìa khóa đó hiện tại đang nằm trong bảo khố vốn do y trông coi, cũng chính là thiên thượng nhân gian. Tuyệt Trần sung sướng đến phát điên, không cần suy nghĩ liền lấy trộm thiên thượng nhân gian. Sau đó sự việc bị bại lộ, Tuyệt Trần nhất thời sợ hãi liền mang theo thiên thượng nhân gian chạy trốn khỏi tiên giới. Đến đây mới có chuyện tiên giới không ngừng đuổi giết Khoái Hoạt Lâm. Sau khi chạy trốn xuống nhân gian, Tuyệt Trần lợi dụng công năng của thiên thượng nhân gian thành lập ra Khóa Hoạt Lâm, trong bóng tối không ngừng bồi dưỡng thế lực của bản thân. Mãi cho đến khi sự việc yêu hồ nhất tộc sở hữu thần thạch bị vạch trần, Tuyệt Trần từ các nơi thu thập được tin tức sau cùng khẳng định thần thạch chính là chiếc chìa khóa thứ hai. Lúc này mới lệnh cho thủ hạ xuất cốc tổ chức trừ yêu liên minh, không ngừng truy sát yêu hồ nhất tộc, mà vị minh chủ đầu tiên chính là Tư Đồ Tiễn mà mọi người đã nhận biết. Chỉ là y không ngờ được yêu hồ nhất tộc đối với thần thạch lại coi trọng đến như vậy. Cho dù bị diệt tộc cũng phải bảo vệ tốt khối thần thạch này, bởi vì thần thạch đối với Tuyệt Trần vô cùng trọng yếu. Trừ yêu liên minh mới có thể không tiếc hết thảy đuổi theo truy sát yêu hồ nhất tộc. Mãi đến khi Phương Tử Vũ xuất thế, Long Thần Sơn Trang hoàn toàn bị giết sạch, hai con yêu hồ mang theo Phương Tử Vũ và thần thạch từ đó biến mất không dấu vết. Những chuyện sau đó mọi người đều đã biết. Tôn chủ sau khi nói xong mới quay đầu nhìn về phía Phương Tử Vũ: Tại sao muốn bồi dưỡng chúng ta? Đây mới là chuyện mà Từ Ngạo Thiên quan tâm. Nếu tôn chủ không có lòng tốt, hơn nữa biết rõ thần thạch đang ở trên người Phương Tử Vũ, vì sao còn muốn chiêu thu Phương Tử Vũ và đám người bọn họ đây? Không sợ dưỡng hổ vi hoạn sao? Tôn chủ cười lạnh nói: Ta vốn là muốn các ngươi vì ta mà bán mạng, căn cứ theo tin tức thu được từ nhiều năm không ngừng truy tra các ngươi, chìa khóa cuối cùng đang nằm trên tiên giới, cho nên muốn để cho chúng tôi thay thế ngươi đi thu hồi, sau đó lại cướp đoạn thần thạch của Từ Vũ, như vậy ngươi có thể đi thần giới nhận được lực lượng kia. Tôn chủ gật đầu tỏ vẻ phán đoán của Từ Ngạo Thiên là hoàn toàn chính xác. Nhưng ngươi làm sao đến được thần giới đây? Tôn chủ cười khổ nói: Mấy ngàn năm nay bản tôn vẫn một mực để tâm đến chuyện ba chiếc chìa khóa, không cách nào tĩnh tâm tu luyện được. Chỉ cần ba chiếc chìa khóa tất cả nằm ở trong tay, ta sẽ lập tức tiến vào thiên thượng nhân gian bế quan tĩnh tu, lấy thời gian ngắn nhất đạt đến thần cảnh. Từ Ngạo Thiên gật đầu nói: Thì ra là như vậy. Tử Vũ, đệ còn gì muốn hỏi nữa không? Phương Tử Vũ chậm rãi đem trường đao rời đi. Tôn chủ cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên Phương Tử Vũ một trường chụp vào lưng lão, một cỗ chân khí cực kỳ bá đạo nháy mắt xông vào trong cơ thể tôn chủ. Trước khi lão phản ứng lại thì nó đã xông đến Tử Phủ. Tôn chủ hoảng hốt, thậm chí không kịp mắng, lập tức ngưng tụ pháp lực toàn thân chống đỡ sự xâm lấn của chân khí đó. Đáng tiếc tu vi của Phương Tử Vũ lúc này đã vượt xa lão, hơn nữa còn là bất ngờ đánh lén. Chân khí xâm nhập thế như trẻ tre xông thẳng vào Tử Phủ. Tôn chủ toàn thân phình to ra, sau một tiếng nổ cực lớn, não như bong bóng xì hơi ngã lăn trên mặt đất, trên dưới toàn thân đã thành huyết nhân. Tôn chủ muốn nâng tay lên nhưng lại hữu tâm vô lực. Phương Tử Vũ lạnh lùng nhìn lão một cái, xoay người đi vào nhà đá, dùng sức vỗ mạnh một cái lên phong thần đài. Cả khối phong thần đài trong nháy mắt
rút nhỏ sau đó biến mất trong chí tôn giới. Phương Tử Vũ đi ra, không thèm nhìn lấy tôn chủ một cái, liền rời khỏi khóa hạt lâm. Trước khi đi còn lưu lại một câu nói lạnh như băng: ta đáp ứng không giết ngươi, nhưng không nói sẽ không phế ngươi. Một cơn gió lạnh thổi qua, khóa hạt lâm chỉ lưu lại hơn 20 cỗ thi thể và một đời kiêu hùng pháp lực toàn thân bị phế, cách cái chết không xa. Tu chân giới thật sự là đã chấn động, thoáng cái có hơn 40 tán tiên từ trong hư không nhảy ra. Hơn nữa, những người này mấy tháng trước vẫn còn trong giai đoạn sơ cấp của tu chân. Tin tức này truyền ra tuyệt đối có tính nổ mạnh nhất từ trước đến nay. Ánh chớp lóe lên, tiếng sấm nổ vang, đột nhiên không khí vặn vẹo một trận, sau đó vỡ ra một vết rách. Một hàng người từ trong vết rách đó nối đuôi nhau đi ra. Đợi đến khi hơn 40 người toàn bộ đi ra, vết rách sau lưng mới chậm chậm khép lại. Nơi này chính là tiên giới sao? Từ Ngạo Thiên đánh giá hoàn cảnh bốn phía xung quanh, có chút khó tin nói, tiên giới trong truyền thuyết phải là mây mù lợn lờ, điểu ngữ hoa hương. Thế nhưng nơi này đưa mắt nhìn khắp, ngoại trừ một tòa núi cao chọc lóc thì là một mảnh đất đai khô cằn. Đừng nói là hoa, ngay cả cỏ một gốc cũng khó có thể nhìn thấy. Bầu trời u ám, ánh chớp không ngừng lóe lên. Không chỉ Từ Ngạo Thiên, thậm chí tất cả mọi người, ngay cả bản thân Phương Tử Vũ cũng ở trong đó không khỏi sinh ra một cái ý nghĩ: đi nhầm chỗ, đến ma giới rồi chăng? Là kẻ nào dám xông vào thiên giới? Đột nhiên một thanh âm vang lên ở bên cạnh mọi người. Tất cả mọi người nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy một kẻ thân cao khoảng một thước, nhưng rõ rõ ràng ràng có khuôn mặt của người trưởng thành đang đứng ở đó, đang nhìn mọi người đề phòng. Đinh ba phân, mọi người không hẹn mà đồng thời nghĩ đến một cái danh từ. Phương Tử Vũ hờ hững nhìn hắn một cái, rồi xoay đầu đi không thèm để ý đến hắn. Những người khác tuy rằng không cao ngạo như Phương Tử Vũ, nhưng cũng không nói gì. Từ Ngạo Thiên ho khan một tiếng, chắp tay hỏi: xin chào, xin hỏi nơi này là tiên giới sao? Nói nhảm. Đinh ba phân con ngươi đảo một vòng ở trên người chúng nhân, không ngừng đánh giá qua lại, đặc biệt là dừng lại ở trên người tứ nữ lâu hơn một chút. Tứ nữ mặt lộ vẻ không vui. Từ Ngạo Thiên cười khổ nói: xin hỏi tán tiên nữ. Đinh ba phân kêu lên thất thanh: đám tán tiên các ngươi làm sao có thể đến tiên giới được? Từ Ngạo Thiên vuốt vuốt sống mũi cười khổ nói: tại sao tán tiên lại không thể lên tiên giới? Nói nhảm, tán tiên chưa trải qua thiên lôi tẩy thân, vẫn còn là nhục thể phàm thai, đương nhiên không thể phi thăng tiên giới rồi. Nói xong lại dùng ánh mắt cổ quái quan sát Từ Ngạo Thiên, nhíu mày nói tiếp: kỳ quái, ngươi không phải là tán tiên, cũng không phải là người của tiên giới chúng ta, tại sao ta cứ có cảm giác trên người ngươi có lực lượng rất cường đại vậy? Ngươi rốt cuộc là ai? Tại hạ là Từ Ngạo Thiên. Từ Ngạo Thiên ư? Chưa từng nghe qua. Bọn tại hạ hôm nay là ngày đầu tiên lên đến thiên giới. À, điều đó ta không có hứng thú, ta chỉ muốn biết đám tán tiên các ngươi làm thế nào có thể lên tiên giới đây. Từ Ngạo Thiên mỉm cười nói: là phá toái hư không. Phá toái hư không ư? Đinh ba phân như bị giẫm phải đuôi nhảy dựng lên: trong các ngươi có thần sao? Sau đó con mắt lại một lần nữa đảo qua lại trên mặt mọi người, cuối cùng rơi trên người Phương Tử Vũ, đi đến bên cạnh Phương Tử Vũ, đi vòng quanh người hắn ba vòng, lầm bầm tự nói: kỳ quái, không giống như có năng lực của thần, kỳ quái. Phương Tử Vũ lạnh nhạt liếc hắn một cái, lạnh lùng nói: cút ngay. Lúc Phương Tử Vũ mấp máy môi, Từ Ngạo Thiên đã ý thức được có điều không hay. Quả nhiên hắn vẫn không kịp ngăn cản, chỉ có thể đứng ở một bên cười khổ. Khiến cho người ta kinh ngạc đó là Đinh ba phân lại không có nổi giận, mà ngược lại dường như rất tán thưởng giọng điệu của Phương Tử Vũ. Ở bên cạnh Kiệt Kiệt cười quái dị nói: tiểu tử, khẩu khí không nhỏ a, ngoại trừ Dạ Quân của chúng ta ra, ngươi là kẻ đầu tiên dám dùng loại khẩu khí đó nói với ta đấy. Dạ Quân ư? Từ Ngạo Thiên sừng sốt nói: đế vương của tiên giới không phải là chỉ có một đế quân thôi sao? Đinh ba phân bất mãn lức xéo hắn một cái, kiêu ngạo nói: sẽ sớm có một ngày thôi, Dạ Quân của chúng ta sẽ dẫn theo chúng ta đem những tên gia hỏa tự cho là đúng đó đuổi ra khỏi tiên giới. Từ Ngạo Thiên gãi gãi đầu, mọi người cũng lộ ra vẻ tò mò. Đinh ba phân nhìn thấy vẻ mặt của mọi người thì mới nhớ ra những kẻ này là mới vừa lên tiên giới, liền giải thích nói: nguyên bản tiên giới đều là đế quân thống lĩnh, nhưng các ngươi cũng biết tiên nhân vốn là do phàm nhân tu luyện mà thành, thế nhưng phàm nhân cũng không phải lúc nào cũng hoàn mỹ cả. Hóa ra tiên giới vốn là do đế quân quản lý,
nhưng trong tiên nhân chung quy vẫn khó tránh khỏi sẽ có một số tiên nhân lớn lên có chút thiếu sót. Những người này bình thường luôn bị những tiên nhân khác ức hiếp. Hơn nữa, một số yêu quái tu tiên mặc dù đã đắc đạo nhưng cũng bị tiên nhân bài xích. Những nhân và yêu tiên này không thể nhẫn nhịn được nữa, liên kết với nhau dâng tấu lên đế quân, yêu cầu được đối đãi một cách bình đẳng. Nhưng đế quân ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn bọn họ lấy một cái. Những người này vẫn như trước bị kẻ khác ức hiếp. Rốt cuộc vào mấy nghìn năm trước đã bạo phát một lần xung đột ở quy mô nhỏ. Đế quân ban đầu cũng không thèm quản, mãi cho đến khi quy mô nhỏ xung đột trực tiếp biến thành chiến đấu trên quy mô lớn, lúc này mới phái thiên binh đến chấn áp. Dạ quân chính là một trong số những người thuộc nhóm người này. Mặc dù ông ta không có thực lực cao tuyệt nhưng lại có cái đầu rất thông minh, dẫn dắt chúng nhân một đường đánh giết đến nơi này, thành lập ra một cái tổ chức, bắt đầu cùng thiên đình triển khai đối kháng suốt mấy nghìn năm qua. Trong thời gian đó, đế quân từng không chỉ một hai lần phái binh tiêu trừ, song đều bị dạ quân dẫn người lấy ít thắng nhiều đem thiên binh đánh lui. Về sau, song phương đều tích tụ thực lực, chuẩn bị cho lần chiến đấu tiếp theo. Nghe Đinh Ba Phân giải thích xong, mọi người mới giật mình chợt hiểu, hóa ra thiên giới cũng có chiến tranh. Phương Tử Vũ đột nhiên mở miệng nói, mang chúng ta đi gặp dạ quân. Đinh Ba Phân hàng lông mày nhíu chặt, Từ Ngạo Thiên mỉm cười nói, kỳ thật lần này chúng tôi lên thiên giới chính là muốn cướp một vật đang nằm trong tay thiên đình. Tuy rằng còn chưa suy nghĩ xem phải làm thế nào, nhưng tóm lại sẽ khó tránh khỏi cùng thiên đình phát sinh xung đột. Tôi nghĩ chúng ta chắc hẳn có thể hợp tác được. Đinh Ba Phân hai mắt nhấp nháy nói, được, đi theo ta. Từ Ngạo Thiên sửng sốt một hồi, cùng Phương Tử Vũ đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ tưởng rằng đối phương khẳng định sẽ kiểm tra một phen, đã chuẩn bị sẽ phải tốn một phen công phu miệng lưỡi. Ai mà biết được tên Đinh Ba Phân này thế nhưng lại dễ dàng đáp ứng như vậy. Bọn họ chẳng lẽ không có chút thưởng thức nào sao? Không sợ những người này là gian tế hay sao? Đinh Ba Phân đã đi được vài bước, quay đầu lại nhìn đám người còn đang ngơ ngác đứng đó, thúc giục nói, đi nhanh lên chút đi. Từ Ngạo Thiên cười khổ một tiếng nói, đa tạ. Một hàng hơn 40 người dưới sự dẫn dắt của Đinh Ba Phân rồng rắn kéo vào trong một tòa núi lớn. Vừa đi đến chân núi, đột nhiên không biết từ nơi nào một đám người đông đúc đem bọn họ vây lại. Từ Ngạo Thiên thở dài một hơi, hóa ra tiên nhân này cũng biết dùng mưu kia đấy. Đinh Ba Phân xoay người lại, kiệt kiệt cười quái dị nói, mới vừa rồi chỉ có một mình ta, nếu ta đánh với các ngươi chắc chắn phải chịu thiệt rồi, đành phải đem các ngươi dẫn đến đây thôi. Từ Ngạo Thiên cười khổ nói, ta biết. Ngươi biết ư? Thời kỳ chiến tranh, loại sự việc này lúc nào cũng khó tránh khỏi. Kỳ thật chúng tôi thật sự không có ác ý, chỉ muốn gặp mặt dạ quân của các vị một lần mà thôi. Đinh Ba Phân bĩu môi nói, dạ quân địa vị tôn kính, các ngươi muốn gặp là gặp được sao? Như vậy đi. Từ Ngạo Thiên vỗ vỗ bả vai Phương Tử Vũ nói, chỉ hai huynh đệ chúng tôi đi gặp dạ quân, nếu như các vị không yên tâm, có thể đem huynh đệ chúng tôi trói lại trước, được không? Đinh Ba Phân con mắt xoay vài vòng, suy nghĩ một hồi, sau đó ghé tai một vị tiên nhân cụt tay bên cạnh, nhỏ giọng thì thầm vài câu. Tiên nhân đó gật gật đầu, rồi xoay người chạy vào trong hẻm núi. Đợi một lúc lâu, tiên nhân đó lại cấp tốc bay trở lại, hô to, dạ quân nói không cần trói nữa, trực tiếp dẫn bọn họ vào trong động phủ gặp mặt. Đinh Ba Phân bĩu môi nói, xem như các ngươi may mắn, chỉ có điều phải đem vũ khí và pháp bảo tất cả đều giao ra đây. Ngừng lại một chút rồi bồi thêm một câu, đừng tưởng rằng tiên khí có thể thu vào trong cơ thể rồi là chúng ta sẽ không biết đâu, chúng ta vẫn có biện pháp có thể tra ra đấy. Từ Ngạo Thiên nhìn Thiết Huyết Vệ gật đầu, những người này mới không cam lòng đem tiên khí của mình tất cả đều giao ra. Đám người Đinh Ba Phân mắt trợn tròn, đám người này thế nhưng tất cả đều là tiên khí. Nên biết rằng cho dù là tiên nhân trên tiên giới, trong 100 người cũng khó có được lấy một người sở hữu tiên khí. Nhưng đám người này lại có thể mỗi người đều có tiên khí. Cho đến khi Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ lấy ra một thanh trường đao ngăm đen và một thanh đồng kiếm lấp lánh tinh quang, đám người Đinh Ba Phân hoàn toàn đứng tại chỗ há hốc mồm không nói lên lời. Dạ quân, một nhân vật có rất nhiều sắc thái truyền kỳ trong tiên giới, bản thân vốn quan tâm đến những tiên nhân và yêu tiên luôn bị các tiên nhân khác khi dễ. Thiên đình Linh Đạo Ti, Nhan Kiến nhiều lần diện thánh thỉnh cầu quản trị, đế quân không thèm để ý đến. Nhan Kiến không thể nhẫn nhịn được nữa, cãi vã với đế quân ngay trên đại điện.
Đế quân đại nộ, ra lệnh cho đại lực thần tát Nhan Kiến 50 cái thật đau, hai tai của ông ta bị đánh điếc ngay tại chỗ, còn khai trừ Nhan Kiến khỏi chức vụ trong Linh Đạo Ti, sau đó tống vào ngục chờ thẩm vấn. Sau khi sự việc phát sinh, một đám tiên nhân chịu nhiều áp bức vì cảm ơn Nhan Kiến đã lên thiên đình yêu cầu phóng thích ông ta. Thiên đình phái binh chấn áp, cuối cùng từ tiểu xung đột trở thành đại quy mô bạo động. Một lượng lớn tán tiên, yêu tiên xông vào phá thiên lao, cứu ra Nhan Kiến. Thiên đình phái binh bao vây tiêu trừ. Nhan Kiến tự biết là không còn đường lui, liền dẫn dắt những đám người này vừa đánh vừa lùi. Cuối cùng bị vây khốn trong núi đen, hình thù kỳ lạ, không nhìn thấy mặt trời này. Chúng nhân cảm tạ cái ân của Nhan Kiến, lại tự biết từ nay về sau, cùng tiên giới chỉ có thể ngươi chết ta sống. Cho nên đều đề cử Nhan Kiến thành lập một vương triều khác, tên hiệu Dạ Đế. Sau khi nghe xong Đinh Ba Phân kể lại chuyện cũ có liên quan đến đế quân, mọi người đều cảm thán tấm lòng nhân nghĩa vô tư của Dạ quân. Từ Ngạo Thiên càng khâm phục nói: có được vị quân chủ trung nghĩa như vậy thật đáng giá để cống hiến quên mình. Lời này lấy được rất nhiều thiện cảm của Đinh Ba Phân và đám tàn tiên yêu tiên, cho nên dọc đường mới không cố ý trêu chọc bọn họ. Đi đến một cái cửa động, trải qua ba lần kiểm tra kỹ càng nữa, sau khi xác nhận đám người Từ Ngạo Thiên không mang theo pháp bảo gì nữa, Đinh Ba Phân để cho một đội ngũ áp giải Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ đi vào trong diện kiến Dạ quân. Những người còn lại thì lưu lại bên ngoài động bị giám sát nghiêm ngặt. Hang động rất dài, rất u ám, nhưng trong mắt hai người Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ lại rõ như ban ngày. Nơi này thủ vệ xâm nghiêm, có thể nói 3 bước một trạm, 10 bước một đồn. Từ Ngạo Thiên nhìn thấy âm thầm lấy làm kinh hãi, bình tĩnh rụng nhẹ bả vai Phương Tử Vũ một cái, hạ thấp giọng nói chỉ vừa đủ hai người bọn họ nghe thấy: đệ có phát hiện ra gì không? Phương Tử Vũ cũng khẽ gật đầu một cái. Hai huynh đệ đồng tâm, căn bản không cần nói nhiều cũng có thể biết được suy nghĩ của nhau. Phương Tử Vũ hiểu được Từ Ngạo Thiên muốn nói, đó là thủ vệ nơi này mặc dù vẻ mặt mệt mỏi, song hai mắt mở to đề phòng, tin rằng chỉ cần hơi có động tĩnh bất lợi, những người này sẽ không một tia do dự xông lên liều mạng. Những người này khiến cho Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ nghĩ tới Thiết Huyết Vệ. Chỉ có những người trung thành tuyệt đối mới có thể chịu được sự mệt mỏi của thân thể và tâm thần mà vẫn không hề buông lỏng cảnh giác. Đi về phía trước không lâu, trước mắt mở rộng sáng lạn, xuất hiện một cái hang đá thiên nhiên cực lớn. Hang đá, một đám người kỳ lạ đang ngồi ngay ngắn ở hai bên. Có thiếu tay, gãy chân, có cả mũi lệch, mắt vẹo, thậm chí còn có không ít thân người đầu động vật, thân động vật đầu người. Khi hai người Từ Ngạo Thiên bước vào hang đá, ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía hai người, nhẹ nhàng quét qua một lần, không nói một câu, sau đó một lần nữa hướng về phía nam tử đang ngồi ở chính giữa phía trước. Mỗi một người đều lộ ra vẻ mặt cung kính. Vị nam tử mà mọi người nhìn về đang ngồi trên ghế tựa, tay cầm một tập thẻ tre, tập trung tinh thần vào đọc, đối với mọi thứ xung quanh tựa như không hề cảm giác. Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Phố phát hiện ra nam tử này làn da trắng nõn, tuổi đời khoảng hơn 30, dáng người nhã nhặn, rất khó khiến cho người ta liên tưởng đến ông ta chính là lãnh tụ của phản quân Dạ quân. Sau lưng Dạ quân có một người đứng thẳng tắp, người đó nhìn thấy hai người Từ Ngạo Thiên đã đi vào, ho nhẹ một tiếng, sau đó vỗ nhẹ nhẹ lên bả vai Dạ quân. Dạ quân khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén nhất nhất đảo qua trên mặt Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ, đặc biệt là khi dừng lại ở trên người Phương Tử Vũ thì trong mắt lộ ra một chút kinh ngạc, sau đó nhe răng khẽ cười, dùng thanh âm nhu hòa nói: chào hai vị. Từ Ngạo Thiên chắp tay nói: Từ Ngạo Thiên dẫn theo đệ đệ Phương Tử Vũ ra mắt Dạ quân. Chúng tiên hai bên nhìn thấy Phương Tử Vũ không có động tác gì, bất giác lộ ra vẻ không hài lòng. Từ Ngạo Thiên vội nói: vũ đệ tính cách không thích cùng người khác giao tiếp, mong Dạ quân thứ lỗi. Dạ quân mỉm cười nói: không sao. Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ đưa mắt nhìn nhau, trên mặt cũng lộ ra một vẻ bất ngờ. Dạ quân cười nói: không cần nghi ngờ, ta quả thực đã bị điếc, hiện tại là dựa vào chuyển động môi của các vị mới biết được các vị nói điều gì. Lại nhìn về phía Phương Tử Vũ nói: nếu ta nhìn không lầm, vị này chắc hẳn là người của yêu hồ nhất tộc rồi. Một vị nữ tử dung mạo xinh đẹp, hai tai dài nhọn, kèm theo một chút lông tơ màu trắng, ngồi ở hàng bên trái, nghe xong thân người khẽ chấn động, một lần nữa cẩn thận quan sát Phương Tử Vũ. Phương Tử Vũ cảm thấy ánh mắt quái dị, hướng nữ tử nhìn lại. Khi nhìn thấy đôi tai dài nhọn của nàng ta thì toàn thân kịch liệt run rẩy.
Trong ký ức, vú nuôi sau khi biến thân quả thực cũng có một đôi tai như vậy. Điều này khiến cho hắn không khỏi sinh ra một loại cảm giác kích động vô danh. Tinh Nguyệt tiên tử, có thần. Vị mỹ nữ đó đứng dậy cung kính nói, vị này có phải là yêu hồ nhất tộc của các ngươi hay không? Cái này... Tinh Nguyệt khẽ nhíu mày nói, cảm giác có chút tương tự nhưng không hoàn toàn giống, thần không dám tùy ý kết luận. Dạ Quân quay đầu lại nhìn Phương Tử Vũ mỉm cười nói, người có thể hiện thân ra chân thân giải mối nghi hoặc này cho chúng tôi được hay không? Phương Tử Vũ hơi hơi nhíu mày, mặt lộ ra chút khó chịu, lại nhìn thấy ánh mắt có chút quen thuộc của Tinh Nguyệt, trong lòng dâng lên một tia ấm áp nói, được. Trên người Phương Tử Vũ đột nhiên bạo phát một trận bạch vụ nồng đậm, đem hắn hoàn toàn bao phủ bên trong. Tinh Nguyệt đầu lông mày khẽ trao lại, loại biến thân này dường như không quá giống với biến thân của yêu hồ nhất tộc, nhưng khí tức tản ra từ trên người thiếu niên này lại khiến cho nàng vô cùng thoải mái, tựa như nhìn thấy thân nhân suốt nhiều năm chưa từng gặp mặt. Đúng vào lúc này, bạch vụ quấn quanh người Phương Tử Vũ đột nhiên nổ tung ra. Ầm một tiếng, một trận đất rung núi chuyển, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Một cơn lốc mãnh liệt càn quét trong hang đá. Đứng ở gần Phương Tử Vũ, ngoại trừ Từ Ngạo Thiên vẫn bình tĩnh đứng yên tại chỗ, những người khác sớm bị thổi ngã trái ngã phải. Dạ Quân vừa định lên tiếng ngăn lại, đột nhiên một cỗ uy áp cường đại bao phủ toàn bộ huyệt động. Mỗi một người đều kinh hãi phát hiện ra bản thân đã không thể động đậy, cũng không thể kêu lên. Cái cảm giác này giống như một bầy kiến đối mặt với một con voi lớn, từ chỗ sâu trong lòng sinh ra một loại cảm giác vô lực. Từ Ngạo Thiên cũng vô cùng kinh ngạc, từ sau khi đi vào thiên thượng nhân gian, Phương Tử Vũ chưa một lần hiện ra yêu hồ chân thân. Không nghĩ đến lúc này yêu hồ chân thân ở trạng thái sung mãn lại có lực lượng mang tính áp đảo tuyệt đối như vậy. Gió lốc chậm rãi biến mất, bạch vụ cũng dần dần tiêu tán. Lúc này đứng đó là một thiếu niên tuấn mỹ, một thân quần áo trắng, mái tóc dài trắng như tuyết phủ kín vai, đôi tai dài nhọn kèm theo lông mao màu trắng, đôi mắt xanh biếc, 10 cái móng tay đỏ tươi dị thường, có lẽ phải gọi là yêu hồ. Phương Tử Vũ cứ yên lặng đứng ở đó, không biết có phải là ảo giác hay không, mỗi một người đều có thể thấy rõ dưới chân lấy hắn làm trung tâm, từng vòng sóng khí khuếch tán ra ngoài. Hắn đứng ở chính giữa sóng khí, như thần như ma phủ xuống đại địa. Hai mắt của hắn không hề có bất cứ tình cảm gì, tất cả mọi người đều là thần tử của hắn, trong mắt hắn là những sinh vật thấp kém. Ánh mắt của tất cả mọi người đều rơi xuống trên người Phương Tử Vũ sau khi biến thân, mang theo vẻ kinh ngạc, rung động, sợ hãi, hoảng hốt. Không một ai dám động, không chỉ bởi vì bọn họ không thể động đậy, cho dù có thể động đậy, bọn họ cũng tuyệt đối không dám động. Cái loại uy áp trước nay chưa từng có, sợ rằng cho dù là thần cũng chỉ như vậy mà thôi. Từ Ngạo Thiên khẽ thở dài một hơi, trong ánh mắt của mọi người giống như đang nhìn quái vật, đưa tay vỗ nhẹ nhẹ lên bả vai của Phương Tử Vũ. Nói đùa sao, dưới uy áp cường đại như thế, thế nhưng tên nhân loại đó lại không lộ ra chút khó chịu nào, ngược lại lại có thể hành động bình thường. Cái này nói lên điều gì đây? Tên nhân loại đó còn là người nữa sao? Trong đầu mọi người không khỏi sản sinh một cái ý nghĩ, hai tên quái vật này sở hữu lực lượng có tính áp đảo tuyệt đối. Phương Tử Vũ nghiêng đầu nhìn Từ Ngạo Thiên một cái, Từ Ngạo Thiên hướng hắn khẽ gật đầu. Phương Tử Vũ hít sâu một hơi, hết thảy cảm giác khác thường trong nháy mắt toàn bộ biến mất, mà Phương Tử Vũ cũng trong chớp mắt khôi phục lại bộ dạng bình thường. Bao gồm cả Dạ Quân trong đó, một vài người tì vào thành ghế chậm rãi đứng dậy. Dưới uy áp cường đại vừa rồi, những người này đều liều mạng chống cự, trong đó đại đa số mọi người đều đã hư thoát vô lực. Dạ Quân chậm rãi ngồi trở lại trên ghế của mình, nhẹ gạt đi mồ hôi trên trán. Lúc này mới phát hiện ra bản thân không biết từ lúc nào cả người đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Tinh Nguyệt cũng từ từ đứng lên, ánh mắt của nàng nhìn về phía Phương Tử Vũ càng mang theo rất nhiều tình cảm phức tạp. Phương Tử Vũ nhếch môi cười hỏi, Dạ Quân, chúng ta có thể tiếp tục trò chuyện được chưa? Cùng lúc đó, tại thiên đình của tiên giới, một đám tiên nữ đang vừa hát vừa múa. Đám tiên quan hai bên vừa uống rượu ngon, ăn cao lương mỹ vị, vừa trò chuyện với nhau hoặc thưởng thức điệu múa tuyệt mỹ. Ở chính giữa cung điện, nơi cao nhất đặt một chiếc long ỷ được làm từ vàng ròng. Hai đầu của long ỷ có khắc hai cái đầu rồng trong tư thế bay lên, trông rất sống động. Lúc này, một tên trung niên nam tử nhìn qua khoảng 40 tuổi,
trên người mặc kim ti long bào, bộ dáng uy vũ bất phàm, đang ngồi trên long ỷ, chậm rãi nhấm nháp trái cây được vị cung phi bên cạnh dâng lên tận miệng. Người này chính là lãnh tụ của tiên giới, tiên quân. Đột nhiên trong mắt tiên quân chợt lóe lên một tia sáng, một trưởng mở ra cánh tay ngọc của cung phi đang dâng trái cây lên, vỗ mạnh lên bàn. Chúng tiên quan không hiểu được chuyện gì, mắt thấy mặt rồng giận dữ, vội vàng đồng loạt quỳ xuống đất. Nhạc sư và vũ cơ cũng không dám phát ra một tia âm thanh nào nữa, cả thiên đình tất cả đều quỳ thành một mảnh. Lúc này một lão giả đồng nhan hạc phát, tiên phong đạo cốt, trang phục đạo sĩ lật đật chạy đến, còn cách tiên quân khoảng trăm bước thì quỳ xuống nói: "Bẩm tiên quân, phía Lôi Minh Sơn Tuyền truyền đến yêu khí mãnh liệt." Hàng lông mày dày rậm của tiên quân khẽ nhíu lại, trầm giọng nói: "Chấm đã biết yêu vật này không phải là tầm thường, chắc chắn đám phản nghịch nhan kiến đã tìm được một trợ lực cường đại." "Chiến thiên chúng tướng đâu rồi?" Tổng cộng có 5 người thân mang khải giáp màu vàng đi lên đồng thanh đáp: "Có thần." "Chấm lệnh cho các ngươi dẫn theo 2 vạn tinh binh, lấy Lưu chiến tướng làm chủ soái, tạo thành 10 vạn đại quân cùng tiền tuyến hội hợp, tận hết sức lực san bằng Lôi Minh Sơn phản nghịch." "Thần tuân lệnh." Mặt trời khuất bóng phía tây, ánh chiều tà như máu đem cả tiên giới nhuộm thành một mảnh huyết hồng. Phải chăng là dự báo tiên giới sắp phải đối mặt với một hồi chiến tranh xưa nay chưa từng có?